giải đồng viên. Không lùi được. Đấy là cây tre rồi. Nó đá thì nó vẫn cứ đá lên nữa. Đây là một cái bài đồng diễn. Nhưng mà chật chỗ quá. Phải đứng thật là thưa. Này nó đông. Bây giờ nó phải thêm 1-2 xã nữa thì nó mới đông. Chứ không đông. Mấy năm trước là từ đông cái này đâu. Tầm trước là đợt tháng 10 năm ngoái cũng đông như này mà. Trước càng ngày cái nhu cầu nó càng cao. Trước là có dọc 19 năm năm này. Quỳnh Trang này. Quỳnh Trang, Quỳnh Hương năm ngoái là cũng đem cũng đông như này, cũng hơn 200. Quỳnh Hương 2, 3 năm rồi. Ừ. Là trước là chị đưa con là chị đi thi. Mấy năm nay nó không thi nữa mày nhớ. Cho nên là chỉ có 4 câu lạc bộ thôi, trước chỉ có 4 thôi. Nhưng bao giờ nó lên đến 6-7 rồi. Nhiều bài đó. Hai bài mấy năm nó chỉ có 2 bài. Xin tất cả các bậc phụ huynh một tràng pháo tay để cổ vũ con. Làm theo chương trình.